Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2019, chương trình sự kiện quanh ta có những nội dung như sau. Blogger Trương Duy Nhất bị truy tố vì bán đất công giá rẻ cho Vũ Nhôm. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu thu hồi toàn bộ đất quốc phòng hoạt động sai phạm. Dân Hồng Kông lên kế hoạch biểu tình ở nhiều nơi. Mỹ tăng mức cảnh báo cho người đi du lịch. Trung Quốc báo hiệu còn hạ giá như dân tệ trong khi thương chiến tăng nhiệt. Bình luận xã hội với bài viết Bất cẩn và sự chưa trưởng thành của tác giả Nguyễn Quốc Vương cùng nhiều phần tin khác. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 8 tháng 8, xác nhận với tuổi trẻ online, lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vừa có kết luận điều tra vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ bán trụ sở văn phòng đại diện báo đại đoàn kết tại Đà Nẵng cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhậm. Đồng thời cơ quan điều tra đã chuyển kết luận điều tra sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Trương Duy Nhất về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 của Bộ luật hình sự năm 2015. Kết luận điều tra xác định ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo đại đoàn kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Cụ thể, đã lợi dụng chủ trương của Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng trong việc tạo điều kiện bán nhà đất công sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn thành phố để làm trụ sở và nhiệm vụ được ban biên tập báo đại đoàn kết giao. Bị can Trương Duy Nhất đã xin trụ sở cho báo. Bị can ký bốn văn bản gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để đề nghị mua căn nhà tại khu vực trung tâm thành phố theo diện công sản. Không tính hệ số sinh lời để báo làm trụ sở văn phòng đại diện. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận định hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lê Quang Trang, nguyên tổng biên tập và ông Bùi Thượng Toản, nguyên phó tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết cũng bị kết luận có dấu hiệu phạm tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên thì cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự của hai ông này vì cho biết đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật. Blogger trương duy nhất là người đã tham gia viết blog trên đài Á Châu Tự Do. Ông có nhiều bài viết chỉ trích chính phủ. Vào hồi tháng 1 năm nay thì blogger trương duy nhất đã sang Thái Lan để xin quy chế tị nạn nhưng đột nhiên biến mất trên đất Thái. Bộ Công an Việt Nam cho báo chí biết blogger đã bị bắt vào hôm 28 tháng 1 và bị giam giữ ở Hà Nội. Cũng theo truyền thông trong nước vào hôm 8 tháng 8, loan tin cho biết, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Quốc phòng thu hồi toàn bộ các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm không hiệu quả. Tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng trong khu vực sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng kiên quyết thanh lý, thu hồi toàn bộ các hợp đồng đất quốc phòng hết thời hạn, sai phạm và sử dụng không hiệu quả. Tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các văn bản để trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng thừa nhận, đến nay qua kiểm tra rà soát, thì khu đất của Bộ Quốc phòng có sai phạm trong sử dụng, còn một số thiếu sót, khuyết điểm. Do đó sẽ kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức cá nhân sai phạm không có vùng cấm. Xử lý công khai minh bạch và thông tin rõ ràng cho báo chí. Trong cuộc họp này, quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng không đề cập đến sân gôn trong sân bay Tân Thế Nhất, mà trước đây Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ của Ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã từng nói rằng đất sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất là đất quốc phòng, nên bất cứ khi nào, Bộ cũng có thể thu hồi để giao lại cho chính phủ, Bộ Giao thông để làm đường băng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng thừa nhận rằng, hiện tại việc quản lý đất quốc phòng cho mục đích kinh tế tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất còn nhiều bất cập gây lãng phí đất đai. Ông Trần Đơn nói rằng, trong thời gian tới quân đội không được ký kết hợp đồng cho thuê đất mới nào tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất mà tập trung vào việc quy hoạch lại. Đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất có diện tích khá lớn khoảng 1060 ha, trong đó có 489 ha là đất quốc phòng đang quản lý, 107 ha là đất hàng không dân dụng và 464 ha là đất dùng chung. Vừa rồi là tin từ Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Hoa Kỳ vừa nâng mức cảnh báo kêu gọi công dân thận trọng hơn nữa khi đi du lịch đến Hồng Kông do tình trạng mà họ mô tả là bất ổn dân sự sau nhiều tháng có biểu tình bạo lực trên đường phố. Theo tin từ Reuters, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một lãnh thổ của Trung Quốc, ban đầu nổ ra là vì người dân phản đối dư luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc xét xử. Sau đó đã trở thành một thách thức trực tiếp đối với chính phủ thành phố khi người biểu tình kêu gọi dân chủ hoàn toàn. Các cuộc biểu tình và các cuộc đối đầu đã lan sang các khu phố chứ không phải chỉ gói gọn trong những nơi mà cảnh sát cho phép tuần hành hoặc biểu tình. Cảnh báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vào hôm 7 tháng 8. Tương tự như vậy, thì Úc cũng ra cảnh báo đối với công dân du lịch đến Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng giao thiệp nghiêm khắc với Hoa Kỳ, kêu gọi các quan chức Mỹ cho gửi tín hiệu sai lệch đến phe ly khai bạo lực ở Hồng Kông. Người đứng đầu văn phòng Trung Quốc phụ trách Hồng Kông và Macau vào hôm 7 tháng 8 đã nói rằng các cuộc biểu tình đã khiến cho Hồng Kông phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi hòn đảo này được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Reuters loan tin nhiều cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở một số quận trên toàn thành phố vào cuối tuần này, bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, trong đó có kế hoạch về một cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày tại sân bay quốc tế của Hồng Kông. Trung Quốc vào hôm thứ Năm 8 tháng 8 đã phát đi tín hiệu là họ có thể tiếp tục là sự yếu đồng tiền quốc gia của mình, một động thái có nguy cơ làm leo thang cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào hôm 8 tháng 8 công bố tỷ giá trung tâm của biên độ giao dịch hàng ngày là hơn 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Lần đầu tiên ở mức này sau hơn một thập kỷ. Con số cụ thể là 7,0039 nhân dân tệ ăn 1 đô la so với mức 6,996 nhân dân tệ 1 đô la được Ngân hàng Trung ương công bố vào hôm 7 tháng 8. Tác động thực chất của động thái này là truyền thông điệp trực tiếp đến các thị trường tài chính. Rằng Bắc Kinh đang kỳ vọng đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục suy yếu so với đồng đô la có thể cao hơn mức 7 nhân dân tệ trên 1 đô la khá nhiều. Điều đó có nhiều khả năng càng làm cho chính quyền tổng thống Trump tức tối. Đồng tiền yếu hơn giúp các nhà máy Trung Quốc bù đắp phần chi phí tăng lên do bị ông Trump đánh thuế khi họ bán hàng hóa cho Hoa Kỳ. Hành động của Trung Quốc sẽ làm cho các bên chú ý nhiều hơn tới tỷ giá trung tâm hàng ngày của ngân hàng trung ương nước này trong những tuần tới để xem rằng liệu Trung Quốc có hạ giá đồng tiền hay không. Có thể tới mức là 7,5 hoặc 8 nhân dân tệ đổi 1 đô la. Đó là mức mà sẽ bắt đầu làm suy yếu đáng kể tác dụng của việc Mỹ đánh thuế. Động thái này cũng có thể khiến các ngân hàng trung ương khác ở khu vực châu Á Thái Bình Dương phải xem xét việc cắt giảm lãi suất của họ. Vào hôm 7 tháng 8, thì ba ngân hàng trung ương của Ấn Độ, Thái Lan và New Zealand đã phải giảm lãi suất. Và việc này được nhiều người xem như là một hỗ trợ phòng thủ nhằm củng cố nền kinh tế của họ vào lúc cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đe dọa đến tăng trưởng của toàn cầu. Trong chương mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết bất cẩn và sự chưa trưởng thành của tác giả Nguyễn Quốc Vương. Bài viết được đăng trên trang Tiếng Dân vào ngày 7 tháng 8 năm 2019. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sự việc một cháu nhỏ học lớp 1 bị tử vong với nghi vấn bị nhà trường và lái xe bỏ quên trên xe buýt đưa đón đang làm dư luận bàn hoàng. Là người lớn, chúng ta sẽ cảm thấy có lỗi và thương cảm cho một sinh linh bé bỏng, đã sớm phải lìa bỏ thế gian, trong khi chặng đường đời rất dài còn ở phía trước. Là phụ huynh, chúng ta không khỏi lo lắng khi suy ngẫm về con cái mình. Là người công dân, hẳn chúng ta sẽ không khỏi giật mình nhìn lại và suy ngẫm về xã hội. Câu chuyện trên thật đau lòng, cho dù nguyên nhân là gì chăng nữa. Nếu nguyên do là sự bất cẩn thì nỗi đau ấy còn tăng gấp nhiều lần, vì lẽ ra có thể ngăn ngừa được điều đó. Nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại xem, đây có phải là trường hợp cá biệt không? Hãy nhớ lại xem mỗi ngày chúng ta khi đi bộ qua đường, có phải lúc nào cũng rùng mình, rung rẩy khi hàng chục chiếc xe lao tới mà người lái không hề có chút nào cân nhắc hay trường mến. Có phải khi đi xe buýt, chúng ta đều giật nảy mình vì những cú lạng lách, phanh gấp hoặc tiếng quát tháo của lái xe, phù xe dục, nhanh chân lên không? Có phải chúng ta lo lâu lại đọc những dòng tin trên báo mô tả những vụ tai nạn vô cùng đáng tiếc như trẻ em giảm phải dây điện ở công trường đang thi công, trẻ chích đuối ở ao nhà, xe taxi bị vật liệu rơi trúng khiến tài xế tử vong không? Ở bệnh viện có phải chúng ta đều run lên khi thấy bác sĩ thao tác nghiệp vụ trong trạng thái không hề tập trung tuyệt đối, hoặc họ vừa làm việc vừa nói chuyện riêng, nghịch điện thoại không. Trong trải nghiệm của tôi, tôi gần như có tất cả những trải nghiệm trên hoặc trực tiếp chứng kiến chúng. Người Việt như một thói quen rất cũ hay tự ái khi bị so sánh với người ngoài. Nhưng nếu cần so sánh để làm rõ sự bất cẩn, tôi nghĩ so sánh với người Nhật sẽ là một lựa chọn thích hợp. Tôi đã từng sống ở Nhật 8 năm, làm đủ nghề để sống tôi làm cơm hợp trong nhà máy vận máy trong nhà máy sản xuất mì ăn liền, bốc vác, thư ký văn phòng, phiên dịch cho các công ty sản xuất, cơ khí, hóa chất xây dựng và phiên dịch cho luật sư tại trại giam, tòa án, viện kiểm sát. Những bản nghiệm đó cho phép tôi so sánh sự bất cẩn và cẩn thận của Việt Nam và Nhật Bản một cách tương đối thực tế. So với người Nhật, người Việt cực ẩu, trong mọi tình huống, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn ở bệnh viện, trước khi tiêm thuốc, mổ xẻ hay làm bất cứ thủ thuật gì, bác sĩ Nhật hay do y tá đều có động tác xác nhận lại bằng việc hỏi trực tiếp bệnh nhân. Anh là X phải không? Bệnh của anh là gì? Cần phải không? Họ cũng sẽ giải thích rõ cho bệnh nhân thủ thuật cần làm. Thuốc cần tiêm, tác dụng phụ của thuốc nếu có. Nếu là sản phụ, sau khi sinh y tá, sẽ viết tên mẹ và tên con lên đồ trẻ. Bằng mực y tế an toàn và khó xóa, để tránh nhầm lẫn. Ở Việt Nam có lẽ trừ các bệnh viện từ đắt tiền hay bệnh viện quốc tế, quy trình này không được học hỏi và tuân thủ đúng. Bác sĩ cứ im lặng làm ào ào, không giải thích, không xác minh. Và đây trường hợp nhầm lẫn như tim nhầm thuốc, mối nhầm chân, các nhầm thận đã xảy ra. Chính anh rể tôi trước khi bị đánh thuốc mê lên mạng mổ đã nghi ngờ hỏi lại khi cảm thấy câu hỏi của bác sĩ là siêu âm chưa, có điểm gì đó nghi vấn vì anh đã siêu âm trước đó. Hóa ra hai bệnh nhân trùng tên nhưng là hai bệnh, hai chỗ mổ khác nhau hú hồn. Chính tôi hai tuần trước khi đi khám ở một bệnh viện lớn nhất nhì Hà Nội cũng dính hậu quả khi hai bác sĩ vừa khám vừa quát tháo bệnh nhân khách hàng. Vừa nói chuyện điện thoại tán gẫu vừa bật nhạc và nghe. Ngoài cửa y tá của họ cho tất cả các bệnh nhân uống dung dịch trước khi nội soi trong cùng một cốc. Đấy là một sự bất cẩn không thể tha thứ. Ở trên đường, người Việt cũng rất bất cẩn. Làm việc thì thung thăng, nhưng ngồi trên xe là phóng bạc mạng không cần biết phải trái nhường nhịn là gì. Không ai cảm thấy có lỗi khi phóng qua hoạch trắng sang đường của người đi bộ, mà không hề giảm tốc độ hay nhường đường, trong khi luật và đạo đức đều yêu cầu phải như thế. Lái xe buýt và phụ xe chỉ quan tâm đến đủ giờ hay âm giờ, không quan tâm đến an toàn của khách và người đi đường. Mỗi lần đường tắt hay có ai đó đi sát đầu xe, không ít lái xe văn tục. Ông đâm cho chết. Đi như mù. Nhìn vào các công trường, nhà máy ta thấy cũng ái ngại cháy vì thế hay xảy ra và khi xảy ra thường có thương vong người việt khi làm với người nhật thường hay phàn nàn và chỉ trích người nhật cứng rắn máy móc điều đó đúng khi họ phải tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt tốn thời gian công sức một người lái tàu ở nhật mỗi lần xác nhận các cánh cửa đã đóng lại an toàn đều phải đứng nghiêm ở đầu tàu nhìn suốt tận đuôi tàu chỉ tay hô rồi có nghĩa là tốt quy trình họ đặt ra và yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt là để ngăn ngừa tối đa có thể rủi ro nhất là rủi ro về sinh mạng. Nhiều công nhân, kỹ sư người Việt khi làm trong nhà máy cơ khí thường phàn nàn người Nhật thiếu sáng tạo, là động tác thừa mất thời gian và thích thú với sự làm tắt của mình khi có thể đẩy năng suất lên cao. Họ đâu biết rằng, họ đâu biết rằng người Nhật thừa biết rằng cắt đi một vài công đoạn hay động tác có thể nâng cao năng suất nhưng sẽ có rủi ro, rủi ro về sinh mạng là rủi ro khó lấy lại. Có lần tôi đã được thuê đến chỉ để dịch lời mắng của ông giám đốc dành cho một cậu thực học sinh người Việt. Lý do là cậu này đã tái máy, đúc tam thép 5mm vào máy uống, Là vỡ luôn một mảng máy, trong khi giới hạn an toàn của máy chỉ được uống thép 3mm. Điều này cậu ta biết rất là rõ. Khi điều tra cậu ta giải thích lý do, thử xem nó cuốn thế nào. Đơn giản chỉ có vậy, điều làm ông giám đốc tức giận nhất không phải là hỏng cổ máy mấy trăm triệu tiền Việt kia. Theo luật của Nhật, cấm ông chủ phạt tiền công nhân khi đang làm hỏng sản phẩm, cấm cả trừ lương vì lỗi trong công việc. Và là sự nghịch dài của cậu ta có thể lấy đi mạng sống của cậu hoặc những người xung quanh nếu miếng thép vỡ ra văng vào người khác. Vào một lần khác, khi tôi dịch cho một kịp đoàn Nhật tại một buổi dạy về trói vật, khi vận hành cẩu, một ông thầy đã nổi nóng, đuổi thẳng cổ một cậu công nhân học việc người Nhật đi về vì cậu này tự ý sơ vào máy khi chưa có lệnh. Sau đó ông có nói riêng với tôi, nếu hắn là người Việt, tôi chỉ phạt không đuổi. Làm như vậy để các cậu kia ý chỉ người Việt nhìn vào mà học nghiêm túc. Ông có lý vì trong vận hành cầu, người trói vật luôn phải làm việc phía dưới. Nếu sơ sẩy, vật cẩu lên rớt xuống có thể gây tai nạn. Ngay chính trong gia đình tôi, cũng có nhiều lần tôi chứng kiến sự bất cẩn. Có lần tôi về nhà mẹ tôi muốn lấy câu ra chợ bán, nên bà nhất định cứ giúp tôi trèo lên cây câu hái cho bà. Cây câu cao tích tắp, thân không có cành và có lẽ cũng rất dễ gãy. Đơn giản lúc đó, bà chỉ nghĩ làm sao có buồn câu. Tôi kể lại mẹ rằng chuyện đó rất nguy hiểm thì mẹ tôi bảo, ngã sao được, bám chắc vào không có ngã. Thiếu chút nữa thôi là nỗi khùng. Tôi lấy lưỡi liềm buộc vào cây sào và lấy xuống buồn câu cho bà. Bà tỏ ra rất ngạc nhiên vì khỏi cần trèo mà vẫn có câu chẳng thiếu một quả nào. Trong đời thường, sự bất cẩn có khi nảy ra chỉ đơn giản như thế. Sự nguy hiểm của những sự bất cẩn ở Việt Nam là nó đã thành thói quen sinh hoạt của toàn xã hội. Nhìn đâu cũng thấy bất cẩn và thiếu an toàn. Một ví dụ khó tin đến rùng mình là cảnh sát vây bắt tội phạm đã có nổ súng mà đám đông dân chúng súng xích đứng xem, hoặc tệ hơn là khi công binh tìm cách tháo gỡ bom sót lại từ chiến tranh. Với trang phục, trang bị vô cùng thô sơ, thì nam thanh, nữ tú, ríu rít ra thị trường chụp ảnh tự sướng. Người khác trẻ con ở chỗ, có khả năng tính toán đến hệ quả trực tiếp và gián tiếp trước khi hành động. Cần nhắc lại lợi ích đạt được và rủi ro phải đối mặt. Sự cân nhắc đó là sự thận trọng. Thiếu nó là bất cẩn. Bởi thế, sự bất cẩn xét ở nghĩa này cũng là sự biểu hiện của sự chưa trưởng thành. Muốn cải thiện điều này phải cần đến cả gia đình, nhà trường và xã hội. Khi tiêu chuẩn an toàn trong đó có cả các tiêu chuẩn an toàn được ghi trong luật được nâng cao và thực thi, sự bất cẩn sẽ giảm đi. Tuy nhiên, sự sinh hoạt và giáo dục trong gia đình, nhà trường chú trọng tới sinh mệnh con người và sự an toàn cũng có vai trò rất lớn. Tiếp thay ở Việt Nam, giáo dục thường xuyên chỉ chú trọng tới truyền đạt các tri thức giáo khoa để phục vụ thi. Giáo dục sinh mệnh và giáo dục đời sống vẫn đang là những đề tài để ngỏ. Hệ quả của nó là sự chưa trưởng thành ở từng cá nhân lẫn cả cộng đồng. Chương một bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta hôm nay. Chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát trên trang tin mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 19 giờ. Kính thưa quý vị, để theo dõi chương trình sự kiện quanh ta, ngoài trang Facebook tin mừng cho người nghèo, xin mời quý vị vào trang YouTube chọn Amen TV. Trong kênh Amen TV có nhiều chuyên mục sẽ giúp cho quý vị dễ theo dõi chương trình. Và khi theo dõi, quý vị đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Quý vị cũng hãy nhớ bấm chuông để cập nhật thông tin mới nhất từ chương trình. Phương Trang xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình ngày mới vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. thank <music>